có khác ta. Cái này vừa rồi. Cái này là vừa rồi. Đây. Vừa rồi. Đây để hủy nó xa một tí là hướng nó sẽ thịt gà nó sẽ chín đều mà nó thơm nó ngon đấy. Mọi người anh em chúng tôi không sinh ra cùng một nơi nhưng là chung niềm đam mê nhé mọi người nhé. Hôm nay anh em đi quay thì có gặp nhau tại một mảnh đất rất là thân thương tại quê hương Tuyên Quang của mình. Thì anh em có chung niềm đam mê mọi người. Đam mê thì không bao giờ có giới hạn nên là anh em sẽ làm một cái bữa tiệc nho nhỏ giữa núi rừng đây để mà giao lưu giữa gái Tuyên Quang và Đăng Yên và đàn lực miền quê Đông Bắc nhé mọi người nhé. Chúng anh em sẽ tổ chức một cái tiệc nhỏ tại nơi mà anh em đã gặp nhau trong một cái hoàn cảnh như thế, trong một cái khung cảnh rất là đẹp và thơ mộng như thế. Rất mong là mọi người qua video thì mọi người sẽ biết đến nhau nhiều hơn và chúng ta hãy chia sẻ cho nhau những điều tốt đẹp trong cuộc sống nhé. Mình sẽ mọi người sẽ cùng chờ anh em mình nướng hoàn thành món gà và bữa đại tiệc hôm nay sẽ nó như thế nào, và phần hay nhất vẫn còn ở phía sau của video nhé mọi người nhé. Mong tất cả các bạn cho một subscribe, một like, một chia sẻ nhá. Các bạn ủng hộ anh em cuộc sống sinh tồn này. Hy vọng các bạn sẽ đón nhận được nhiều cái video hay hơn nữa và nhiều cái điều thú vị về núi rừng các bạn nhá. Ở trong sinh tồn là sẽ rất tiến tới. Mong các bác theo video thì ba anh em mong các bạn và các bác ủng hộ và subscribe để chúng tôi có anh em có động lực để phát triển video hay hơn. Hy vọng là có động lực để ra được nhiều video thú vị cho các bạn theo dõi, để cho các bác theo dõi và hữu ích đến các bạn nhé. Chào các bạn, có chín điện. Được. Cho nó vào giữa. Không, như thế thì thành tiêu mới được. Chúng ta lại luôn vào giữa này nữa. Nên là sức ruột lắm, đau lắm. Mình thấy cái mùi thịt thơm rồi. Sôi ngục này. Sôi mà. Nước cơm nam sôi ngục luôn các bạn. Ui, sôi tràn lên ra ngoài. Sôi dưới nó, sôi dưới nó sôi. Cơm món cơm lam đang rất là sôi rồi. Và một lát sau sẽ chín rồi, anh em sẽ tổ chức cái bữa đại tiệc hôm nay đây. Cái này là gặp nhau nhớ rừng cọ ấy mọi người nhá. Bài hát nó có gặp nhau giữa rừng mơ đấy, anh em rất là một tình cờ ấy để mà có cơ duyên để mà gặp gỡ nhau.
cho lấy ra để thưởng thức bữa tiệc ấy. Thơm quá, thơm lắm rồi. Rồi nào, ra đây, ra đây. Đi nào, đi cầm ấy đây. Đấy, ok, ok đây, ở đây cũng không làm đây, cho làm đây. Mình cho lấy cơm làm nhé, cơm làm ra để gác bên này đã cho nó. Cho nó nguội đi đã rồi sẽ bổ ra nhé. Đấy rồi. Lấy dao về đá thêm bổ cơm làm nữa. Bỏ tay. Bỏ tay đấy. Ok. Được rồi, nào bây giờ anh em mình sẽ thôi. Anh em mình chuẩn bị vào nhập tiền thôi để mặc kịp xuống núi nào. Xếp toạc nha anh. Nhỏ ra mình đi. Xếp toạc đây. Xếp hẳn ra xong mình kéo. Đây coi anh cởi cơm lan nhá. Và đây là món cơm lam truyền thống. Món cơm lam truyền thống của mình đây mọi người ơi. Vàng nhỉ. Úi dồi ôi. Nóng phải không? Cái đấy. Úi dồi ôi, món cơm lam này không nó đoạn dưới thì tuyệt vời nhưng đoạn trên thì nó hơi dính. Thôi để đây tí ra tí cho nó nguội đã, cho nó nguội không có thể lấy ra được. Đây, để đây. Ăn đâu xe đấy chui, ăn đâu xe đấy. Ăn đâu xe đấy không? Ăn đâu xe đấy, con đoán đi em ơi. Vào đây. Ăn đi. Để đã chơi đoán máy thì vui ăn chứ. Cắm vào, cắm máy vào. Lấy cái điện thoại của ai bị gọi rồi kìa. Em. Chú của ai? Ăn đi em ơi. Rồi vào đi. Ăn đi, ngồi đi. Mới tiếp. Ăn đi vậy. Xin mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Xé cái này đi. Đấy, xa đây, xa đây, xa đây. Mời mọi người thưởng thức thức cùng tất cả anh em mình nhá. Răng cái đùi. Ôi ôi, mà sao mà lấy được? Xé ra. Không xé được. Cho bây giờ con lấy, dao, con dao. Lấy con dao, lấy dao, cứ thôi. Đấy, ở rừng nó thế. Cái bàn tay ra vừa bị bỏng nóng quá. Đấy, cứ đây. Đấy, xé đi. Xé luôn, ra ra bản này nó dài lắm, nó không dài. Nó dài lắm, nó không nghĩ gì đâu. Rừng, rừng, rừng. Được rồi, cái tay cơ, cái tay có cái khớp ở đây nè, còn cái khớp đấy thì nó lại đây, anh đây, đây được rồi. Rồi xin mời mọi người nhá, mọi người cùng thưởng thức với tem mới của mình nhá. Mạnh người nhá, người đó nhá. Đấy, cắt lại được. Thôi mình xin kết thúc tại đây nhé mọi người nhé.